Đàn ông muốn sống thọ thì đừng lấy vợ đẹp. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi thọ trung bình của đàn ông Việt Nam năm 2023 là 71,1 tuổi, còn phụ nữ là 76,5 tuổi. Và tính trong khoảng thời gian ngắn, từ năm 2019 đến năm 2023, thì tuổi thọ của phụ nữ bao giờ cũng lớn hơn đàn ông từ 5 đến 6 tuổi. Vậy vì sao tuổi thọ trung bình của đàn ông lại luôn thấp hơn phụ nữ? Có những cách nào để cải thiện tuổi thọ của đàn ông hay không? Trong video ngày hôm nay, Hãy Sống Khác sẽ chia sẻ một số bí quyết khá thú vị để đàn ông có thể cải thiện được tuổi thọ của mình, quý vị nhé! Bí quyết đầu tiên để đàn ông sống lâu hơn đó là ăn nhiều đậu nành. Đậu nành có chứa phytogen có lợi cho phụ nữ, nên nhiều người cho rằng nam giới không nên ăn nhiều đậu nành. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đàn ông Nhật Bản họ thường xuyên ăn các sản phẩm từ đậu nành nên ít bị ung thư tuyến tiền liệt, và đậu nành cũng có hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng loãng xương ở nam giới. Vì vậy, việc sử dụng nhiều sản phẩm chế biến từ đậu nành cũng rất tốt các bạn nhé. Bí quyết thứ hai giúp đàn ông trường thọ đó là nên thường xuyên ngắm phụ nữ đẹp. Hãy nhớ rằng đây là việc ngắm nhìn phụ nữ đẹp, chứ không phải là cưới phụ nữ đẹp làm vợ các bạn nhé. Các nhà khoa học nói rằng khi đàn ông nhìn chằm chằm vào phụ nữ xinh đẹp giống như là đang chiêm ngưỡng một phong cảnh đẹp, và có thể giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ xinh đẹp trong 10 phút tương đương với 30 phút tập thể dục nhịp điệu, và đồng thời đàn ông nhìn chằm chằm vào phụ nữ xinh đẹp mỗi ngày sẽ có huyết áp tương đối thấp, mạch chậm hơn, ít bệnh tim hơn và sống lâu hơn, trung bình từ 4 đến 5 năm. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, lần đầu tiên hệ thống thần kinh tự chủ của anh ta sẽ hoạt động mạnh, chẳng hạn như là đỏ mặt, tim, đập nhanh, tay chân lạnh, vân vân. Tuy nhiên, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp vào mỗi ngày sẽ tạo ra một ký ức, cảm xúc tốt cho não và giữ cho trung tâm tình cảm ổn định. Bí quyết thứ ba là nếu muốn trường thọ thì đàn ông được khuyên là không nên cưới vợ đẹp. Đây là kết luận từ những nghiên cứu khoa học ở Tây Ban Nha. Kết luận cho rằng một người đàn ông khi sống một thời gian dài với một người phụ nữ xinh đẹp sẽ làm tăng dần mức độ hormone căng thẳng cortisol có liên quan đến bệnh tim mạch. Nếu chỉ một lượng nhỏ, cortisol sẽ đem lại tác động tích cực đến sự tỉnh táo và sức khỏe. Nhưng nếu nồng độ cortisol cao dẫn đến mãn tính có thể làm trầm trọng thêm những căn bệnh mãn tính như là bệnh tim, tiểu đường, huyết áp cao và liệt dương. Như vậy, để không làm tăng loại hormone này thì đàn ông được khuyến khích là không nên cưới một phụ nữ quá đẹp về làm vợ các bạn nhé. Thứ tư, bí quyết để đàn ông trường thọ đó là hãy khóc khi cần thiết. Việc khóc thực sự có thể xua tan chứng trầm cảm, và việc phụ nữ hay khóc được coi là một lý do quan trọng để kéo dài tuổi thọ. Theo y học, khi bạn bị trầm cảm, bạn sẽ tiết ra một loại adrenaline được gọi là hormone gây đau, khiến cho con người ta cảm thấy chán nản, hôn mê và giảm tuổi thọ. Tuy nhiên, các hormone gây đau này có thể được bài tiết qua mồ hôi và nước mắt hoặc là nước tiểu. Do đó, khi bị trầm cảm, bạn có thể vận động nhiều hơn, khiến cơ thể đổ mồ hôi, hoặc khóc nhiều để có thể đào thải các hormone đau đớn ra khỏi cơ thể. Đàn ông khi trải qua những việc đau đớn về thể xác hay là tinh thần thì thường nén nó vào trong, thường tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đây rõ ràng là một việc làm có hại, trong khi phụ nữ thường rất dễ khóc và có thể khóc bất kỳ lúc nào, thì đây là trạng thái cực tốt cho sức khỏe của con người các bạn ạ. Thứ năm, bí quyết để đàn ông trường thọ đó là biết mãn nguyện. Quý vị thân mến, có một số nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông hài lòng hơn với cuộc sống của họ có nhiều khả năng sống lâu hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết phụ nữ thường tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách tập thể dục hoặc nói chuyện với người khác, và phụ nữ thường hay buôn chuyện đúng không ạ?
Trong khi nam giới không cảm thấy hài lòng về cuộc sống, thì họ thường sử dụng rượu, bia hoặc là các chất kích thích để giải tỏa sự căng thẳng. Điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của đàn ông. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông không hài lòng với cuộc sống của họ có nguy cơ tử vong vì mọi nguyên nhân cao gấp 2 cho đến 3 lần so với những người đàn ông cảm thấy hài lòng. Do đó, hãy biết hài lòng và biết giải tỏa căng thẳng để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, quý vị nhé! Bí quyết thứ 6 là đàn ông đừng chọn cuộc sống độc thân. Mặc dù hiện nay có rất nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân như không lấy vợ, sinh con, sự không vướng bận, người độc thân tưởng rằng sẽ làm cho tâm lý, tinh thần của họ tốt hơn hay một cách khác là trường thọ hơn. Tuy nhiên trên thực tế lại không phải như vậy. Tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Cộng đồng Hoa Kỳ đã từng công bố một nghiên cứu cho thấy rằng những người đàn ông độc thân từ 19 đến 44 tuổi có khả năng qua đời sau 50 tuổi, cao hơn 58% so với những người đã kết hôn. Nguyên nhân nào có thể dẫn tới điều này? Nguyên nhân là do sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt của đàn ông chưa vợ và đàn ông đã có gia đình. Đàn ông chưa lập gia đình nhìn chung là sẽ có những thói quen tật xấu như hút thuốc, rượu bia và thức khuya, làm họ còn cảm thấy cô đơn về mặt tâm lý. Trong khi đàn ông đã có gia đình, họ sinh hoạt theo quy củ tập thể và giờ giấc sinh hoạt khoa học điều độ hơn những người sống tự do. Thứ 7, bí quyết để đàn ông sống trường thọ đó là nên nhai từng miếng nhỏ. Nhiều người đàn ông cho rằng việc ăn và nhai thức ăn từng miếng nhỏ chỉ là sản phụ, trẻ con và người già ốm đau mới cần làm như vậy. Nhưng thực tế, việc nhai từng miếng nhỏ lại rất tốt cho sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho đàn ông. Thói quen ăn uống của nam giới thường là ăn ngấu nghiến hoặc thường xuyên ăn quá no, nên tỷ lệ mắc các bệnh về dạ dày ở nam giới trung bình cao gấp 6,2 lần so với nữ giới và nam giới, thường ăn nhiều thức ăn có chất béo và protein hơn phụ nữ. Điều này đã được chứng minh là nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư trực tràng và làm giảm tuổi thọ người xưa. Có câu là học ăn, học nói, tức có nghĩa là ăn là câu chuyện phải học, thậm chí là trước cả học nói thì đây là một lời dạy rất khoa học chứ không phải đơn giản đâu, quý vị nhé. Bí quyết thứ 8 là uống nửa ly rượu vang đỏ mỗi ngày. Quý vị thân mến, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống khoảng nửa ly rượu vang đỏ mỗi ngày có thể khiến nam giới sống lâu hơn 5 năm so với những người không uống rượu, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo nghiên cứu này thì những người đàn ông uống 20 gram rượu mỗi ngày sống lâu hơn 2 năm so với những người đàn ông không uống rượu. Những người đàn ông uống ít hơn nửa ly rượu mỗi ngày sống lâu hơn 2 năm so với những người đàn ông uống lượng bia và rượu khác tương đương trong một ngày. Vỏ nho của rượu vang đỏ có chứa các thành phần có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và rượu vang đỏ có chứa ít purin, chất làm tăng axit uric trong cơ thể hơn là các loại rượu vang khác. Vì vậy nếu có thể, hãy sử dụng rượu vang đỏ một cách phù hợp để trường thọ hơn các bạn nhé. Không phải chân dài eo con kiến, đây mới là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một đời điêu đứng. Ai cũng nghĩ đàn ông sẽ mê những cô nàng chân dài eo thon, nhưng trên thực tế đây không phải là chuẩn mực để đo phẩm giá của phụ nữ. Những cô nàng chân dài chỉ khiến đàn ông mê mẩn nhất thời, nhưng để họ có thể ở bên một đời thì chưa chắc. Và người phụ nữ khiến đàn ông say đắm cả đời ở bên là kiểu đàn bà vạn người mê thì phải sở hữu những điều này. 1. Lạc quan và thực tế. Là phụ nữ đừng mơ mộng sống cuộc sống như cổ tích. Đừng mơ một ngày nào đó chàng bạch mã hoàng tử sẽ đến chăm lo cho cuộc sống của bạn. Hãy tự kiếm tiền và tự nuôi lấy mình, đừng phụ thuộc vào ai. Đàn ông rất sợ những cô nàng hay mơ mộng, viển vông, luôn muốn cuộc tình mình như phim ảnh. Điều đó vô tình gây áp lực cho anh ấy cũng như khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Tuy nhiên bạn sống thực tế nhưng đừng thực dụng, đừng đặt nặng vấn đề vật chất. Bên cạnh đó đàn ông sẽ say đắm một người phụ nữ lạc quan.
họ muốn ở bên cạnh một người luôn vui tươi và cười nói mỗi ngày thay vì âu sầu, buồn phiền. Thử nghĩ xem, có ai muốn sống với một người suốt ngày ca thán, thở dài về mọi thứ, suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống không? Một người phụ nữ có nụ cười thường trực trên môi, luôn được người khác yêu quý và muốn tiếp cận. 2. Cư xử khéo léo, tôn trọng đối phương. Cách đối nhân xử thế của một người phụ nữ là yếu tố quyết định nhân phẩm của họ. Bạn phải tinh tế nhận biết nỗi vất vả cũng như những khó khăn anh ấy phải trải qua. Đừng chỉ trích hay chờ anh ấy lộ khuyết điểm để chỉ trích. Tôn trọng anh ấy tức là bạn đang tôn trọng chính bản thân mình. Đàn ông sẽ cảm thấy yêu thương bạn nhiều hơn khi bạn biết cư xử khéo léo và quan tâm đến anh ấy. 3. Duyên dáng nhưng đầy bí ẩn. Phụ nữ phải biết cách giữ bí mật và tỏ ra bí ẩn với người khác. Khi yêu bạn, tuyệt đối đừng cho đối phương biết quá nhiều về mình. Hãy để anh ấy tự khám phá. Đàn ông vốn rất tò mò và thích thú với những người phụ nữ duyên dáng và đầy bí ẩn. Bạn hãy thể hiện sự duyên dáng của mình thông qua cách đối nhân, xử thế. Nét duyên và sự bí ẩn là vũ khí tuyệt vời nhất để bạn chinh phục và chiếm trọn được trái tim đàn ông. 4. Thông minh và có khiếu hài hước. Đàn ông rất thích những người phụ nữ thông minh, nói chuyện hài hước. Là phụ nữ, bạn phải tự trang bị vốn liếng kiến thức để biết cách giải quyết vấn đề khi khó khăn. Phụ nữ dại luôn dựa dẫm vào đàn ông. Bạn phải đủ thông minh để biết điều gì tốt cho mình. Đừng để bản thân bị người khác dắt mũi, xem thường. Đàn bà có xu hướng thích đàn ông có khiếu hài hước. Đàn ông cũng vậy. Họ thích giao tiếp với phụ nữ vui vẻ, thú vị, biết dẫn dắt câu chuyện. Bởi khi gặp áp lực, anh ấy muốn có người ở bên giúp giải tỏa căng thẳng. 5. Có ước mơ và sự nghiệp ổn định. Phụ nữ dù độc thân hay đã kết hôn đều phải đi làm. Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng phải đủ nuôi bản thân. Đừng vì những lời ngon ngọt như nghỉ làm anh sẽ nuôi em. Những lời nói như vậy không đáng để bạn tin tưởng, bởi không có ai nuôi bạn cả đời. Đừng nghe theo những lời sáo rỗng đó. Khi bạn tự lập về kinh tế, đàn ông mới thật sự tôn trọng. Ngoài sự nghiệp, bạn phải có đam mê và ước mơ. Khi xác định được mục tiêu của cuộc đời mình, bạn phải nỗ lực thực hiện, nắm bắt những cơ hội tốt cho bản thân. Phụ nữ có thể không có đàn ông, nhưng phải có sự nghiệp và ước mơ riêng. Lý do chứng tỏ phụ nữ dễ nóng giận là người vợ tuyệt vời, đàn ông phúc ba đời mới lấy được. Đàn ông đừng vội trách phụ nữ nóng tính. Những hành động của cô ấy đều vì yêu bạn mà thôi. Phụ nữ hiền lành, từ tốn giống như ly nước lọc nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng lại không có vị. Thưởng thức nhiều bạn sẽ có cảm giác chán. Còn phụ nữ dễ nóng giận như ly rượu vang mạnh, càng uống càng kích thích, khó lòng quên được. Nhiều người thường nói phụ nữ dễ nổi nóng sẽ không phải là người tốt, dễ làm hỏng việc. Nhưng khi biết được lý do này, bạn sẽ càng trân trọng người phụ nữ hay nóng giận nhiều hơn. Mấy ông bạn tôi thường than phiền về việc lấy vợ hay cáu gắt, nóng giận khiến họ cảm thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân của mình. Có người còn nói sẽ bỏ vợ nếu cô ấy không chịu thay đổi tật xấu này của mình. Bởi công việc bên ngoài đã quá áp lực, về nhà gặp phải vợ nóng tính thì thật là mệt mỏi. Tôi liền hỏi, vậy vợ anh nổi giận về điều gì? Anh ấy liền lập tức trải lòng, thì cô ấy cáu gắt khi tôi để đồ đạc lung tung, đi về muộn, không chơi với con, rồi chờ cơm mãi không thấy về ăn cũng không báo. Mà cậu cũng biết đấy, đàn ông phải lo việc ngoài xã hội, có thời gian đâu. Thời gian rảnh chỉ muốn tụ tập bạn bè, làm vài chai tâm sự cho đầu óc thư giãn. Vợ thì ngày nào cũng gặp nên chán rồi. Vậy mà cô ấy cũng nóng giận vì những điều nhỏ nhặt đó, không chịu hiểu cho chồng gì hết. Có lần cô ấy đợi cơm ở nhà, tôi bận tiếp khách nên về trễ. Vậy là tôi vừa bước vào nhà, cô ấy đã mang hết đồ ăn đổ vào thùng rác trước mặt tôi, rồi đùng đùng mắng tôi một trận. Tôi khẽ nhếch môi. Vậy sau sự tức giận đó, cô ấy còn nấu cơm, còn đợi anh về ăn không? Anh ấy nói giọng tự đắc, tất nhiên là có. Từ đó, dù giận đến mấy, cô ấy cũng không để cha con tôi phải nhịn đói. Vợ tôi cũng kỳ lạ lắm, dễ nóng giận nhưng cũng dễ quên. Thì đó, sau tất cả, cô ấy cũng ở bên cạnh,
anh có rời đi đâu. Phụ nữ tức giận đều có nguyên do cả. Còn thương, còn yêu họ mới giận. Nhưng điều họ càm ràm chỉ muốn anh tốt hơn thôi. Chỉ sợ nhất là những người cứ lạnh nhạt, chồng ra sao cũng được, không thèm nói hoài. Vậy anh thích người phụ nữ hay cáu giận, hay người dịu dàng, gọi dạ, bảo vâng? Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định tính. Tính cô ấy nóng nảy, bộc trực nhưng chưa bao giờ tệ bạc với chồng con. Dù bận công việc ở chỗ làm, cô ấy vẫn về nấu ăn đúng giờ. Dù tối có thức khuya đến mấy, sáng cô ấy cũng dậy sớm để ủi áo cho tôi đi làm. Tuy có hay cáu gắt, nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi. Tôi nghĩ lại những việc cô ấy nổi nóng cũng đúng, tại tôi như thế nào, nên mới khiến cô ấy cư xử như vậy. Quý vị thân mến, đàn bà không phải là người không hiểu chuyện, không biết lý lẽ. Họ tức giận cũng vì muốn tốt cho chồng con, chứ bản thân họ cũng chẳng được gì. Khi cô ấy không còn nổi giận nữa, đồng nghĩa với việc bạn đã mất cô ấy. Cô ấy sẽ chẳng đoái hoài đến bạn hôm nay ra sao, gặp phải chuyện gì. Bởi vậy, đàn ông đừng chê trách, chán nản khi vợ tức giận, mà hãy thấu hiểu những nỗi niềm của cô ấy. Hãy trân trọng người phụ nữ nóng giận, bởi đó là biểu hiện quan tâm chân thành nhất của cô ấy.